12 giờ đêm, những con phố xuống đèn, dòng người thưa thớt hơn, thứ ánh sáng hiu hắt có lẽ chỉ còn được thắp lên từ những xe bán hàng đồ ăn đêm như thế này. Ăn rau dưa đầy đủ không em? Từ này rét mướt rồi, muộn rồi. Ở nhà thì mọi người đang chăn ấm đệm êm, còn mình thì đang lang thang ngoài đường, miếng cơm manh áo của con. Phải cố gắng. Cố gắng vì cuộc sống mưu sinh. Niềm mong mỏi không chỉ của người bán mà ngay cả ở những khách hàng quen, những người có mảnh đời giống như chị. Lạnh thì quá là lạnh. Nhiều lúc mình còn tủi thân làm cái nghề này. Chẳng giữa đêm này, sắp đến Tết rồi, như mọi hôm là tầm 12 giờ kém em về, như dạo này thì tầm cứ 1 giờ em mới về. Trong đêm đông Hà Nội, người thì vất vả mưu sinh, nhưng cũng có những người lao động lại chẳng vì mục đích ấy. Có ca Nguyễn Trãi em ơi, đi chuẩn đây. Thắng em cổ anh nhá. Để ý đường thở nhá, để ý đường thở nhá. Cái đoạn ra xe. Cái đoạn cửa đi, lên. Không quản ngại giá rét, mưa dông. 3 năm vừa qua, biệt đội sơ cứu này luôn túc trực hàng đêm ở thủ đô để hỗ trợ đưa người bị nạn đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Chủ yếu là các bạn sinh viên hoặc là các bạn những người công việc đi làm ban ngày, ban buổi tối, các bạn ra hỗ trợ những người bị nạn. Đội mình làm hoàn toàn miễn phí 100%. Bây giờ đã là 2 giờ sáng và nhiệt độ ngoài trời lúc này chỉ 10 độ C mà thôi. Quý vị có thể thấy đấy ạ. Những người lao động trong đêm đông giá rét ở thủ đô Hà Nội thì với rất nhiều những mục đích khác nhau. Người thì vất vả mưu sinh, lo cho cuộc sống của mình, lo cho gia đình có được một cái Tết đầm ấm. Có những người thì làm những công việc thiện nguyện, giúp ích cho xã hội. Những người lao động chân chính đều đáng tự hào và đáng trân trọng. Đồng tiền mình kiếm ra thì chắc chắn thì mình sẽ tự hào hơn. Trời rét nhưng lượng khách rất là đông, bán rất nhanh hết hàng. Lúc trong giá lạnh thì mình chỉ nghĩ đến nạn nhân thôi. Làm sao mà đến nhanh nhất có thể để mình quên cái giá lạnh, mình đến với nạn nhân nhanh nhất có thể.